như thường lệ chúng ta đến cổ tràng năm các tổ chức dỗ tràng dỗ tổ ở Thế Tá. Thì chương trình của năm ngoái chúng ta làm thực hiện dỗ tổ ở Thế Tá tại Thái Châu, năm nay chúng ta sẽ làm lễ tại đây như này, và sang năm năm tất tiền thì chúng ta sẽ tổ chức dỗ tổ tại khu vực Phương Công thì Hà Nam. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bắt đầu buổi lễ dỗ tổ ngày hôm nay. Đầu tiên tôi xin giới thiệu cá nhân tôi là trong là thành viên của Hội Phật giáo. Thưa các cụ, các bà, các cô, chú bác và hai các chị cùng các cháu, tôi là Nguyễn Bá Tân, con cụ Nguyễn Bá Hoàng, cháu cụ Nguyễn Bá Càng, cháu nội cụ Nguyễn Bá Ố, là trong thành viên của chi trưởng chi một đấy của Hội Phật giáo đại ứng công. Thì hôm nay được ban tổ chức phân công, tôi được đứng ở trên khu vực này về dẫn chương trình. Trước hết, thay mặt ban tổ chức, thay mặt thường trực họ Kết Bá tại nội thành, tôi xin chúc mừng tất cả các thành viên của họ Kết Bá tại Quảng Châu, tại Hưng Công, tại Hà Nội. Năm Dương lịch đã bắt đầu được mười mấy ngày rồi, và năm Quý Mão thì sắp hết rồi, và chúng ta chuẩn bị đón Tết năm Giáp Thìn. Nhân dịp này, thay mặt ban tổ chức tôi xin chúc sức khỏe tất cả các thành viên Hội Phật giáo mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, sang năm mới vượt qua mọi khó khăn, sẽ ăn nên làm ra an khang thịnh vượng. Bắt đầu từ lễ hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Bá Tuân lên đọc dâng văn tế lễ. Xin mời chú Tuân. Đã đến giờ làm lễ, xin kính mời toàn thể con chúng ta đứng lên. Nói trong trường thank you.
Hôm nay là ngày 4 tháng Chạp, năm Quý Mão, tức ngày 14 tháng 1 năm 2024, tại cây hương trong khuôn viên nhà Nam Tử Nguyễn Bá Hoán, hậu duệ đời thứ 10 ở tại tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chủ lễ: con cháu Nguyễn Bá Tuân, hậu duệ đời thứ 8, cùng các con cháu chắc nội ngoại dòng họ Nguyễn Bá, lòng thành xin dâng lễ bò. Nhang hoa đăng trà phủ lưu thanh tước, đồng kính cẩn. Cung kính mời thủy tổ họ Nguyễn Bá, anh linh mãnh tổ Nguyễn Bá Tập, anh linh tổ họ Nguyễn Bá dòng Hà Nam Hà Nội, anh linh tổ họ Nguyễn Bá dòng Chí Tân Phái Châu Hưng Yên, vong linh cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội, nội tộc ngoại tộc. Cung kính mời anh linh mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh liệt sĩ trong dòng họ. Kính niệm rằng vầng nhật nguyệt lưu quang rạng rỡ, đức tổ tông muôn thọ sáng ngời, ngẩng trông phúc ấm nối đời, để thần thải về nơi từ đường, cháu con quần tụ dâng hương, trăm năm vẫn nhớ một phương bi về. Thủy tổ ta xưa phát nguyên từ phủ Khoái Châu, gặp buổi bể dâu chiều lễ trình suy tàn, trăm họ lòng than đói khổ, thương xót dân lành ô mãnh tổ Nguyễn Bá Tập, dâng cờ khởi nghĩa xứng hiệu là Thiên Khai Quang Nhạc Đại Vương, chiêu mộ dân binh tập luyện xa trường, cùng người anh em mưu đồ nghiệp lớn. Tiếc thay thời cơ chưa đến, vạn sự không thành, chống lại triều đình người đông súng lớn, quân nghĩa binh nào quen trận chiến, chỉ biết cây cày đâu biết binh thư, một trận khói tan ngàn năm tiếp dỡ, thà chết mà đang cầu địch khải về sống dòng tộc cũng vinh. Vừa xuất hiện quân nghĩa binh về Hà Nam lãnh nạn, chọn Hưng Công để lập nghiệp sinh cơ, củng cố quân lương khởi nghĩa dựng cờ, để lại người anh em ngập dòng nối dõi. Quân triều đình áo gương bám đuổi, chống thúc cờ gióng ngựa hí vang trời, lửa cháy khắp nơi quân thu bốn phía, thương tích đầy mình nhạt đại vương xuôi về vụ bàn, co cổ ngựa kết thúc hồi chinh chiến, thân mặc chiến bào ô ngã xuống nơi đây. Thank you.
chiều nhà Nguyễn Nam Thành Thái Thứ Ma, năm Tân Mão 1891, cụ được nhà vua sắc phong đắc đạt vương tôn thần thánh quốc phó phụng sự. Đất Hưng Công, người anh em được mãnh thổ thác quyền ở lại qua nhiều năm của chi dòng họ Nguyễn Bá sinh sôi. Sau khi cụ hóa về trời, con cháu Hưng Công tôn vinh làm cụ tổ, dân tờ đường nhớ ngày cúng dỗ công đức minh tổ tiên ghi mãi ngàn năm. Thời vận đổi thay, cuối thời phong kiến, giặc Pháp vào xâm chiếm nước ta, chúng giết người, cướp của, vơ vét đốt nhà, quân bạo tàn, không cho mình đường sống. Triều nhà Nguyễn không nghĩ đến dân, 18 năm liền đê Văn Giang bị vỡ, lũ tràn về cuốn trôi nhà cửa, ruộng cấy cày nước ngập như sông, lúa nghẹn đồng không trổ thành bông, dân Hà Nam sống chung với đói. Có sáu cụ từ nhiều dòng họ tính kế dài lâu từ Mã Hưng Công, sau nhiều ngày lặn lội vượt sông đến Châu Quỳ làm thuê kiếm sống. Cỏ bãi sậy mọc như rừng rậm, cuộc mưu sinh thử thách muôn vàn, khai phá đất hoang trăm nỗi gian nan, đói rét ốm đau làm sao kể xiết. Nhiều năm trời mồ hôi trồng với đất, ruộng cỏ hoang biến thành đất sinh sôi, dân đói khổ khắp mọi nơi, kéo về đồn điền thuê đất, dựng lều cùng nhau tá túc lập nên ấp rồi sinh tồn. Đắng cay kiếp ta điền, một cổ hai chồng sinh thuế, hoa gian nan bao độ nổi trì, trải thử thách vững bền. Ơn thay đảng đem ánh sáng chỉ đường tranh đấu, dân Hà Nam chào dân sóng dậy, góp sức cùng dân tộc đứng lên. Trong kháng chiến chống Pháp, họ Nguyễn Bá một lòng theo đảng, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, diệt bốt phá đồn sóng dậy đường Nam, lập nhiều công tích. Kháng chiến thành công, hân hoan quân rằm trùng phùng, độc lập tự do là quý. Kính cẩn tri ân anh linh liệt sĩ đã hy sinh trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, liệt sĩ Nguyễn Bá Thơ, liệt sĩ Nguyễn Bá Đồng, liệt sĩ Nguyễn Bá Thuyên, liệt sĩ Nguyễn Bá Thanh, liệt sĩ Nguyễn Bá Trợ, liệt sĩ Nguyễn Bá Quy, liệt sĩ Nguyễn Bá Huấn, liệt sĩ Nguyễn Bá Phú. Kính cẩn tri ân vong linh các bậc lão thành đã kiên cường lãnh đạo nhân dân chống Pháp. Nhưng đất nước vẫn còn chia cắt,
Việt Nam thành hai nửa Bắc Nam. Bao bà mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn, tiến con lên đường đêm mỏi mắt ngóng trông. Các con không về mẹ đau xót trong lòng, nửa đời mẹ khóc thầm lặng lẽ. Lớp lớp thanh niên lên đường tiếp bước cha anh đánh giặc, 20 năm chiến đấu giải phóng miền Nam. Bao người con dòng họ ta ra đi mãi mãi để non sông về một cõi cho dân tộc trường tồn. Non sông Việt Nam muôn đời hùng vĩ. Việt Nam anh hùng, mẹ lá thị phủ, mẹ lá thị lùa. Kính cẩn tri ân anh linh liệt sĩ trong thời kỳ chống Mỹ, đã hy sinh cho Nam Bắc một nhà. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hà, liệt sĩ Nguyễn Bá Hương, liệt sĩ Nguyễn Bá Hiếu, liệt sĩ Nguyễn Bá Dũng, liệt sĩ Nguyễn Bá Lập, liệt sĩ Nguyễn Bá Hoàng, liệt sĩ Nguyễn Bá Chủ, liệt sĩ Nguyễn Bá Đông, liệt sĩ Nguyễn Bá Trân, liệt sĩ Nguyễn Bá Quản. Lễ mòn lòng thành kính cẩn thắp nén hương thơm dâng còn rượu lê, xin thần linh phù hộ, xin anh linh thiên tổ độ trì che chở cho cháu con dòng họ Nguyễn Bá tránh cơn hiểm họa, phù hộ độ trì cho tất cả mọi người được thịnh vượng an khang. Góp sức xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp, truyền thống tổ tông cháu con muôn đời nối tiếp. Cha ông đã kiên cường, con cháu sẽ thành công. Phúc cùng mãi, phúc cùng mãi, phúc cùng mãi. Trong cái văn tế lễ của dòng họ A đã nêu đến tất cả lịch sử phát triển của dòng họ, những cái giai đoạn quá khứ và rất là vinh quang của dòng họ Việt Nam A trong cái tồn tại của dân tộc Việt Nam. Nhưng có lẽ ngày hôm nay tôi xin nói lại một bước về dòng họ A. Tại sao chúng ta hàng năm đều tổ chức 3 địa điểm là ở Mái Châu, là thôn Quốc Phong, xã Trí Tân
cho Phụ Yên. Tại đây là cái cây để Gia Lâm, Hà Nội. Và tại Hướng Công Bình Lục của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Xuất xứ là tại Hướng Công Phong từ xa Trí Tân của Hướng Yên. Tức là tôi nói cái thời gian địa điểm tên gọi bây giờ và cũng là cái tên cũ ngày xưa. Thì có ba đều là đền thờ và thờ cũng cụ. Và đến hôm nay hiện tại của chúng ta tại thôn Ngọc Lâm, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, còn cách Hướng Công chúng ta được mấy trăm mét thôi, có một đền gọi là đền thờ cụ Mãnh Tổ, gọi là đền Cây Đa. Và cái đền thờ này á thì nằm đối diện với mộ tổ của chúng ta trên một gò cao. Một cái đền thờ này là rất là thiêng theo như tất cả dân gian để lại. Bên cạnh đó có một cái nhà, có cả là một cái nơi người ta gọi là nơi thờ đấy mà, là chùa cũng rất thiêng. Nhưng tất cả những người nào vật trình chùa ấy thì đều qua phải đi qua cái đền thờ này và được phải làm trình cụ thì mới vào được. Còn nếu không thì hoặc là xe là không đi được, hoặc là sẽ rất khó thành công trong cái chuyện đi lấy làm. Nên là tôi nói lịch sử lại một chút và đúng với thực tế hiện nay để cho chúng ta có thể được là ôn lại lịch sử. Thì trong tế lễ đã nói rất rõ rồi, nhưng để ngắn gọn để chúng ta biết là tại sao là có ba địa điểm và chúng ta sẽ làm lễ cúng cổ hàng năm. Lần lượt năm một là thôn Ốc Phong, xã Trí Tân, huyện Khói Châu, Hưng Yên, và Tiên Thành ở khu Hà Nội, và xã và thôn Hưng Công, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ngoài ra chúng ta còn một nhánh nữa là xuất xứ từ cái nhánh ở Khói Châu, Hưng Yên, đó là khu vực Ninh Bình. Mà vừa rồi thì họ ta đã có một đoàn vào Ninh Bình, thì trước đó là Phụ Thịnh, Nguyễn Bá Thịnh và Phụ Đa đã đi tìm, còn họ ta kết nối tất cả các cái họ và đã có người Ninh Bình đã thực hiện họ. Nhưng mà một thời gian tôi đi cũng có cái mất cái tên làng, nhưng đến hôm nay thì họ ta cũng lại khôi phục lại liên lạc với Ninh Bình. Và tôi hy vọng rằng trong những cái tết tới thì họ Nguyễn Bá sẽ tập trung đông đủ tại Hướng Công Bình Lục nhân với đầy đủ tất cả các cánh. Thì có lẽ tôi nói ngắn gọn về cái việc đó để con cháu trong họ, tất nhiên là lớp già, lớp trung niên thì cũng hiểu cả, nhưng mà lớp trẻ thì có lẽ để ngắn gọn thì ngoài nội dung của văn tế lễ thì chúng ta nhớ lại một cái nơi mà hiện thực vẫn tồn tại ở đấy, ở Hướng Công Bình Lục Hà Nam, có một mộ tổ ở trên một hòa cao nhìn ra cái đền thờ rất linh thiêng, đền thờ của Mãnh Tổ hay gọi là đền Cúng Cây. Bây giờ tiếp tục chương trình, tôi xin mời hôm nay thì có đại diện của Gánh Ngọ ở Trí Tân, Hưng Yên đến có đôi lời với tổng họ A Đại Kim Thành. Xin mời đại diện của bên của nhánh họ nói cho Hương nghe ạ. Xin mời chú đến ạ. Tôi xin đại diện cho chị ở Khói Châu Hưng Yên thế để trong hôm nọ là chi chính và trong cũng làm lễ tổ họ năm nay là mùng một rồi, thì hôm nay là về cô chủ Hương Công này, thế này có ông tổ chức thì tất cả các cháu ở dưới kia cũng lên đây coi như là để dỗ tổ cái này. Thì tôi xin chân thành tất cả cảm ơn các cụ, các ông, các bà ở trên này thì cũng tổ chức như thế là hoàn hảo.
thì không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ và các bà là để gắn kết lại cái tình cảm của giữa các họ các chi hàng năm ta nhớ đến tiên tổ để ta tổ chức ngày lễ để hương hồn các cụ phù hộ cho tất cả các con các cháu được thành đạt mạnh khỏe an khang. Tôi xin thành cảm ơn tất cả trong nội tạng phòng nhân bản để xin hết ạ. Chúng ta đã nhận được những lời phát biểu từ nhánh họ Nguyễn Bá tại Quái Châu Hưng Yên và có cái lời chúc sức khỏe các thành viên của họ Nguyễn Bá. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu cháu Nguyễn Bá Nam, đại diện cho họ Nguyễn Bá, nhánh họ Nguyễn Bá tại Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam, nên có lời phát biểu. Và cháu Nam ấy là đến giờ này, đến tận những ngày là trưởng họ họ Nguyễn Bá. Xin mời cháu Nam ạ. Cháu Nam đâu rồi? Có lẽ là cháu Nam có cái việc gì đấy mà phải chạy ra ngoài. Thì ở đây cháu và tôi là xin trân trọng giới thiệu một cụ cao tuổi nhất, cao niên nhất của họ Nguyễn Bá có mặt tại đây là cụ Phạm Đình ạ. Và cụ mời cụ lên có đôi lời phát biểu ạ. Kính thưa tất cả bà con trong họ ta, tôi thì hôm nay cũng vinh dự quá về được khỏe chữ như họ. Bây giờ tuổi cao, sức yếu, nói không được. Thế thì chúng tôi là cái người đã nhiều tuổi mà sinh ra nhiều cái thế hệ trước. Bây giờ thì họ ta được như thế này thì chúng tôi muốn là đề nghị với họ ta là giữ lấy cái nề nếp, cái gia phong của trong họ từ cổ cho đến bây giờ. Từ bây giờ trở đi tất cả con cháu sống ở một cái giai đoạn hòa bình thì là giữ lấy những cái nề nếp của gia phong của trong họ, đừng làm cái gì thất đức. Các cụ nói rằng là ta tu ba đêm thiêu một giờ, từ trước đến nay chúng ta bỏ ra bao nhiêu công lao sức lực bố trương mới được có ngày hôm nay. Thế mà nếu mà chúng ta làm một cái gì thất đức một tí thì thành ra công lao của chúng ta sẽ ăn bỏ đi hết. Thế chúng tôi thì nhiều tuổi không biết làm gì được nữa thì là cũng đề nghị với con cháu anh em họ hài là từ đây là đi chúng ta tất cả cứ phải làm những điều thiện để làm thế nào để xây dựng xã hội chủ nghĩa cho nhanh chí giới và càng ngày càng vững chắc. Thì là bây giờ nói kể ra thì cũng không có gì nhiều về tất. Thì xin là chúc là họ ta là mạnh khỏe và lúc nào cũng giữ lên cái nề nếp của gia phong trong bộ kể cả bà nền Khoai Châu, Hưng Yên, Hưng Công, tất cả là con cháu là lúc nào phải luôn luôn nghĩ những cái lời dạy của cha ông trước đây. Nếu cô có đề nghị hết chi là hết đạo. Thưa cụ, và tiện đây thì thay mặt cả dòng họ Nguyễn Bá xin chúc sức khỏe các cụ cao niên. Ở đây đáng nghe hôm nay có cụ Thảo là bậc trên cả, và tiếp đến là cụ Tịnh và vừa mới phát biểu đây, và hình như là còn cụ là em của cụ Trừ bà ở Phú Thọ ạ. Hôm nay cũng có mặt đây, nhưng thay mặt Hồ Nguyễn Bá tôi xin chúc sức khỏe, và cháu xin chúc sức khỏe cô ạ, và chúc cụ sống lâu với tuổi ạ.
đấy. À, trong năm về chưa đấy? Nam đâu? À, có bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian cho mọi người trao đổi. Tôi xin trân trọng kính mời một đại diện nào đó trong số chúng ta đang ngồi đây để cũng đôi lời có ý kiến với dòng họ ta. Vậy thì có ai có mong muốn đây không ạ? Mời ông Trung ạ. Ông Kiến ạ. À, cháu bác. À, cháu bác. Cháu đứng dưới này đúng không ạ? Không, cháu đứng dưới này. Đầu tiên thì cháu xin cháu tự giới thiệu, cháu tên là Nguyễn Ba Núi ạ. Nếu như là theo bản hệ của họ mình ở quốc phòng ấy, thì cháu là đời thứ 12, có vợ anh Nam bằng anh ạ. Thì lần đầu tiên thì cháu xin kính chào và chúc sức khỏe các cụ cô bà cùng toàn thể các bác, các anh chị em và các cháu ở trong tham gia cái buổi cái ngày dỗ tổ hôm nay ạ. Cháu xin cảm ơn ạ. Cháu về đây thì cháu xin lỗi các cụ để cháu về hơi muộn một chút do là nhiều vấn đề trên đường. Thì nhưng cháu về đến đây thì vào đến cổng cháu thấy là cả họ nhà chúng ta đang rất tập trung đứng lắng nghe cái bài văn tế của các cụ của dòng họ nhà mình. Cháu thấy rất là xúc động. Thì cháu thấy là đúng là lần đầu tiên cháu về đây mà đã được thấy một cái khung cảnh rất là xúc động với cái gia tộc nhà chúng ta, gia tộc họ Nguyễn Bá chúng ta. Thế thì cháu có một cái tin, tức là ngày 26 tháng 11 ấy, thì cháu có dịp đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chắc đây có lẽ là cháu chỉ chưa chính thức đâu, nhưng mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh hôm đó là tổng cộng được 40 người của dòng họ mình, cả trai, cả dâu, cả rể. Thì qua cái buổi họp hôm đấy thì cũng đã chính thức là thành lập một cái chi họ Nguyễn Bá ở tại miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng đã bầu ra được người chủ trì và bầu ra được người quản lý tài chính rồi các công việc hỗ trợ sau này của dòng họ trong đấy. Thì chắc là đã thành lập rồi ạ. Thì đề nghị các cụ của ông bà cho chạm vỗ tay bởi vì chúng ta thêm một cái nhánh ở miền Nam. Đặc điểm công tác của cháu ấy thì là đi rất nhiều nơi ở trên tổ quốc, và ở đâu có họ nhà mình ấy, thì cháu cũng tìm mọi cách để có thể là liên hệ và gặp được. Thế thì cũng nhờ phúc tổ, các cụ tổ phù hộ nên là đi đâu đã tìm là đã tìm được thấy. Nên xin ra là cháu thấy rất phấn khởi. Một lần nữa cháu chúc sức khỏe các cụ công bà và các bác, các chú và các anh chị em, các cháu ở trong đây mạnh khỏe, công tác tốt và năm mới thành công rực rỡ. Cảm ơn ạ. À, tôi có xin đôi lời nói về cháu Núi. Cháu Núi là thành viên của Nguyễn Bá tại Quốc Phong, Trí Tân, Bạch Đông Yên. Cháu Núi trẻ như này là chủ của doanh nghiệp, và cái quan trọng nhất là cháu cực kỳ nhiệt tình với công việc của họ, rất nhiệt tình. Và trong cái thời gian vừa rồi thì cháu Núi cũng đã dẫn cái đoàn về Ninh Bình để kết nối với đội nhánh họ bên Ninh Bình. Và như cháu Núi vừa nói thì vừa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tụ tập lại và đã thành lập một chi hội Nguyễn Bá ở trong đó. Thay mặt họ Nguyễn Bá, tôi xin chân thành cảm ơn sự cố gắng, sự nhiệt tình và nhớ đến dòng họ tổ tiên của cháu Nguyễn Bá Núi, và cũng nhiệt liệt vinh danh cháu Núi trong cái sự nghiệp và gắn kết dòng họ chúng ta ở tất cả các miền trên đất nước. Xin cho một tràng vỗ tay của Nguyễn Bá Núi. Tiếp theo chương trình, tôi xin mời lúc đấy thì cháu Nam, đúng là trưởng họ chúng ta đấy. Cháu trẻ người, nhưng mà trưởng họ trẻ là trẻ so với ấy, chứ còn đã lên
các tuổi ông rồi. Thì đây mới phát biểu và nói đến tình hình hoạt động của Hết Bá tại Hương Công Quỷ Tục Hà Nam. Xin mời. Đúng không? Cháu xin nói các cụ một chút là vì cháu hơi bận cái công việc riêng một chút. Bây giờ cháu có mặt thì trước tiên là hôm nay là ngày dỗ tổ hàng năm của họ người ta được tổ chức tại Kinh Thành. Trước tiên là cháu gửi lời chúc toàn thể họ ta sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc ạ. Điều thứ hai mà cháu cũng có ý kiến với tất cả các cụ công các bà và các chú. Nếu họ ta ở đây là cái công việc tháng năm thì là hai em cháu là Nguyễn Bá Hiển và Thủy Tiên là con trai và con dâu của chú Tín, cháu là ông bà Nguyễn Bá Tân ở Hà Nội là có cái tâm nguyện muốn nâng cấp cái khuôn viên sân nhà thờ ở cái Hoàng Văn Bộ. Thì cháu cũng thay mặt em cháu là xin các tất cả các cụ công các bà có mặt ở đây để có ý kiến. Và cái việc thứ hai nữa, tháng năm thì cũng vào cái tầm này là họ ở Hưng Công cũng lại số tổ thì có một cái số cơ sở ở khu vực nhà thờ là gì nó cũng đã cung cấp, ví dụ như ba bộ tường cửa là bây giờ nó cũng bị thay màu rồi, cái số tường xung quanh của cái khuôn viên nhà thờ cũng bị siêu con, cái khu mộ nhà thờ à khu mộ tổ nhà thờ ngoài đống cũng đã bị dễ rồi. Nên là cháu cũng muốn là xin ý kiến của các cụ, thứ nhất là cho phép, thứ hai là đóng góp một số chi phí về để cho ông con cháu ở nhà để tu sửa. Thì các cụ cũng cho xin ý kiến để cháu được biết và xem cái kế hoạch làm như thế nào để ông con cháu làm việc. Cuối cùng thì cháu cũng được phép chúc sức khỏe toàn thể họ ta sức khỏe nhiều và hạnh phúc bình an ạ. Liên quan cái nội dung mà dỗ tổ của sáng năm chúng ta tổ chức năm Bắc Kỳ tại Hưng Công Quỷ Tục Hà Nam thì chúng ta như chúng ta đã biết nhà thờ của họ Nguyễn Bá tại Hưng và tại đại xã Hưng Công Quỷ Tục Hà Nam đã được xây dựng khang trang kể cả công viên bên ngoài. Thế thì trong một số từ năm 2017 cho đến bây giờ nhà thờ đã bắt đầu có những biểu hiện xuống cấp. Thế thì trong đó có một việc là cái sân của nhà thờ thì được lát gạch nhưng mà nó hay bị trơn do rêu phong, cho nên là cháu là con của cháu ấy là Nguyễn Bá Hiển là làm việc và sống ở bên Cộng hòa Liên bang Đức thì sẽ nhận là lát lại cái sân và làm lại cái hòn đồng bộ bằng kinh phí của cháu. Thì đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là cái nhà thờ đó thì gồm có nhà thờ gỗ và phần sân tường cũng như là tường bao thì bây giờ đã bắt đầu xuống cấp rồi sau một thời gian khá lâu. Cần cần phải đánh quyết đi lại, cần phải sơn tường lại, cần phải làm lại một số việc mang tính là bảo dưỡng cái nhà thờ đó. Ngoài ra mộ tổ tại Gò Cao cũng đấy tôi đã nói á thì cũng bắt đầu có những việc về cần phải sơn lại. Thế thì ở đây để làm được cái việc này thì nó cần phải có kinh phí và cái kinh phí làm sân và làm đất bộ thì do con cháu sẽ hiến tặng. Còn riêng cái phần mà bảo dưỡng tại nhà thờ thì họ ta sẽ đóng góp. Thì nhân đây tôi xin kêu gọi ai có lòng thì có thể là cúng kiến để thực hiện việc này. Còn nếu không á, nếu mà chưa đủ thì chúng ta sẽ có sự đóng góp theo tùy từng cá nhân. Thì đây là cái chương trình như vậy. Và tôi nghĩ rằng sang năm tới năm Giáp Thìn chúng ta sẽ có buổi dỗ tổ rất là hoành tráng, trang trọng và với tất cả mọi cái được tới. Bây giờ ấy là đến gần đến lúc mà chúng ta có thể kết thúc cái chương trình dỗ tổ thì đã bước sang giai đoạn liên hoan. Thì đến giây phút này tôi rất mong mỏi
là nhận được lời phát biểu hai lần nào đó và trao đổi với tất cả thành viên trong họ, thì rất mong là các ông, các cụ thì phát biểu rồi, bây giờ các cụ, các ông thay mặt họ lên có lời phát biểu. Sau đó nếu các cháu, ở đây tôi nói đặc biệt nói đến các cháu, các cháu là những thế hệ trẻ, nhưng cái việc của dòng họ vẫn phải tiếp nối. Các cụ, các ông, các bà tuổi đã cao rồi, đến thời sức khỏe đã yếu, không còn tiếp tục có những cái khả năng và nhiệt tình được hoạt động được nữa, thì tất cả hy vọng về các cháu. Vậy tôi rất mong có một cháu nào đại diện trên này có những lời phát biểu ở trên đây thì rất là tốt ạ. Thì bây giờ xin mời một ông nào đó ở dòng họ ta đến có lời phát biểu ạ. Xin. Tại sao thế? Bây giờ hô hào trẻ rồi chứ kiếp có cụ đâu. Xin mời cụ Nguyễn Bác Công ạ. Mời ông Nguyễn Bác Công ạ. Trước tiên xin lời chào và chúc sức khỏe các cụ ông các bà. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Bá Công, là con trai thứ tư của ông Nguyễn Bá Lợi. Cũng nghỉ hưu được 6 năm nay rồi, thì mọi cuộc tổ chức của họ thì cũng đều được tham dự và cũng lắng nghe và cũng có một chút ít tham gia cho nó đúng là cái nghĩa vụ của mình. Có lẽ là tôi cũng có cái cảm xúc như trong núi ấy, là sau khi mà đến dự cái buổi lễ và nghe cái lời tế mà cháu Ba Tuân thay mặt cho dòng họ thì nó đầy cái cảm xúc. Và cũng thấy là mình phải có trách nhiệm hơn nữa cùng với cả tập thể dòng họ của chúng ta ở ba nơi. Và vừa rồi như thông tin của ban liên lạc là chúng ta có cả những mình nữa, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng cùng với cả các bác, các anh, các chị rồi động viên con cháu tham gia đầy đủ trách nhiệm cái nghĩa vụ của mình, và cũng bày tỏ cái lòng biết ơn cái sự nghiệp tình ban liên lạc của các ban tổ chức các cái khu vực trong các buổi nghi lễ, cũng như là tổ chức các phong trào, các cái nội dung để động viên các tầng lớp con cháu trong dòng họ của chúng ta phát huy cái truyền thống của cha ông. Xin chân thành cảm ơn. Mọi người chúng ta nhận được cái lời phát biểu cái tài của ông Phạm Công. Thì bên này như bên này là tôi rất muốn có một cháu trẻ hơn. Bây giờ không phân biệt là cháu nam hay cháu nữ, biết là lên đây để họp lời với dòng họ ta. Vậy ai xung phong ạ? Ai xung phong phát biểu? À, chúng ta tranh thủ cái cơ hội mà cả dòng họ nghe được tiếng nói của thành viên đấy, là một năm mới có một lần thôi. À, nhưng bây giờ xin mời ai dũng cảm, hồi nói là dũng cảm lớn quá nhưng mà nào bên thì cháu cháu nhé. Thank you.
Bye.